Xin gửi lời chào thân ái đến tất cả các bạn đang xem chương trình truyền hình của Tập đoàn Sức khỏe Siberia. Tôi tên là Yuri Gichev, Giám đốc khoa học của Tập đoàn Sức khỏe Siberia. Trong chương trình này, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ với các bạn những thông tin chi tiết về bộ sưu tập các loại trà thảo mộc nổi tiếng của chúng tôi với công thức độc quyền được làm từ các loại thảo mộc Siberia quý hiếm nhất, những loại thảo mộc được thu hái ở khu vực hồ Baikal và đảo Onkhon, hòn đảo lớn nhất của hồ Baikal. Ba loại trà sau đây thuộc bộ sưu tập mà tôi muốn giới thiệu đến các bạn, đó là trà thảo mộc dành cho gan với tên gốc trong tiếng Buriat là Aminaem, trà thanh lọc cơ thể Sebenuu và trà thảo mộc dành cho khớp xương với tên địa phương là Uyanomo. Chúng ta hãy bắt đầu với trà thảo mộc dành cho gan hay là trà Aminaem theo tiếng Buriat. Cụm từ Aminaem trong tiếng Buriat có thể được dịch ra là thảo mộc của sự sống. Hỗn hợp trà thảo mộc này được tạo ra dựa trên các công thức truyền thống của người Buriat. Theo người Buriat thì lá gan khỏe mạnh là một trong những yếu tố chính giúp duy trì sự sống của con người. Hơn nữa, tất cả các loại thảo mộc Siberia được lựa chọn đưa vào thành phần của trà đều tập trung vào việc hỗ trợ chức năng hoạt động của gan một cách tốt nhất có thể. Cây ban Âu Siberia kết hợp với cây tầm xuân và bồ công anh Mông Cổ giúp bảo vệ các tế bào gan khỏi hàng loạt những căng thẳng và tổn thương hàng ngày như môi trường ô nhiễm, các chất độc hại, hiện tượng viêm, nhiễm trùng, và sự kết hợp các thảo mộc này cũng góp phần phục hồi các tế bào gan nhanh hơn. Dâu ngô và rau đắng Siberia giúp tối ưu hóa việc sản sinh mật trong gan. Trong khi đó, cúc dại và lá bạc hà giúp điều hòa tiết mật vừa đủ và ngăn ngừa co thắt ống dẫn mật. Ngoài ra, hoa cúc trường sinh và cúc ngải vàng giúp trung hòa thành phần hóa học trong mật, nhờ đó ngăn ngừa sự hình thành sỏi mật. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về một loại trà khác có tên là trà thảo mộc dành cho khớp xương, hay gọi là Uyanomo theo ngôn ngữ Buriat. Loại trà này sử dụng các loại thảo mộc Siberia truyền thống để điều hòa cân bằng nước và khoáng chất trong các khớp xương. Được dịch từ ngôn ngữ Buriat, Uyanomo có nghĩa là cánh cung mềm dẻo, và điều này được hiểu là hỗn hợp trà thảo mộc này là tất cả những gì cần thiết để có khớp xương mềm dẻo. Công thức của trà được phát triển dựa trên ý tưởng từ nền y học của người Buriat. Trong đó, người ta cho rằng khớp xương bị mất tính đàn hồi là do các vấn đề liên quan đến tuổi tác hoặc phong cách sống ít vận động xương khớp. Điều này dẫn đến hiện tượng tắc nghẽn dịch khớp và kết tủa muối. Đó là lý do tại sao mà trà thảo mộc Uyanomo chứa một loạt các loại thảo mộc Siberia nổi tiếng với tác dụng làm sạch như lá cây việt quất quả đỏ, lá cây phúc bồn tử đen và cây mộc tặc. Chúng giúp cân bằng lượng nước và khoáng chất trong các khớp xương, cũng như ngăn ngừa sự lắng đọng muối và các chất thải nguy hại sinh ra từ các quá trình chuyển hóa trong cơ thể. Trà cũng chứa một số loại thảo mộc có tác dụng chống viêm tự nhiên. Trong số đó, cây sài hồ núi Altai, cây dâu dê và cây cam thảo có tác dụng làm giảm sưng và giảm đau khớp. Có một điều rất thú vị liên quan đến lịch sử truyền thống sử dụng cây sài hồ trong y học dân gian của các dân tộc vùng Siberia. Mỗi khi thu về, sau đợt lạnh đầu tiên, phụ nữ Siberia lại đi hái những quả nam việt quất ở các khu đầm lầy và vùng ngập nước để dự trữ vitamin cho cả gia đình họ trong mùa đông sắp đến. Vì phải đứng trong nước giá lạnh nên họ thường bị đau khớp rất nặng. Một biện pháp cổ truyền khắc phục chứng đau khớp mà họ hay dùng cho đến tận ngày hôm nay đó là sử dụng một loài cây nhỏ mọc ở vùng đầm lầy, được biết đến với tên gọi cây sài hồ núi Altai. Ngoài ra, cây tầm xuân và lá cây việt quất quả đỏ còn là nguồn cung cấp tự nhiên rất giàu vitamin C và các loại bioflavonoid. Chúng đảm bảo sự hình thành collagen trong sụn khớp và nhờ đó khớp trở nên khỏe mạnh và đàn hồi tốt. Hơn nữa, các loại thảo mộc này còn chứa một lượng lớn các chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ sụn khớp chống lại hiện tượng lão hóa. Trong tiếng Buriat, Sebenuu có nghĩa là hồ nước tinh khiết. Người dân sinh sống bên bờ hồ Baikal luôn gắn liền sự sạch sẽ tinh khiết với sức khỏe, sức mạnh và sự thiêng liêng. Vì lý do này mà nền y học Tây Tạng và sau này là y học Buriat luôn dành sự quan tâm rất lớn đến trạng thái trong sạch bên trong của cơ thể. Trà thanh lọc cơ thể Sebenuu
có trong thành phần của mình nhiều loại thảo mộc truyền thống của người Buriat. Chúng đã được pha chế và sử dụng hàng thế kỷ nay để giúp duy trì sự thanh khiết trong cơ thể. Một trong những đặc tính phổ biến của các loại thảo mộc này đó là tác dụng làm sạch đa dạng, và đây chính là sự kế thừa từ nền y học Tây Tạng. Và nhờ các tác dụng này mà trà thanh lọc cơ thể CBNU tác động lên từng hệ thống tự làm sạch và thải độc của cơ thể, giúp cho các hệ thống này hoạt động hiệu quả nhất. Lá cây keo, cây ngưu bàng Siberia và cây bạch đậu khấu có tác dụng kích thích hoạt tính làm sạch của đường ruột, đào thải các độc tố ra khỏi gan và hệ tiêu hóa. Tác dụng này được tăng cường mạnh mẽ nhờ có trà thảo mộc curin với tác dụng cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Ở Siberia, tên của loại thảo mộc nổi tiếng này được đặt theo tên của quần đảo Kurin, nơi mà các thủy thủ trước đây đã từng sử dụng nó thay cho các loại trà thông thường. Tuy nhiên, người dân vùng hồ Baikal đã biết đến khả năng làm sạch của nó từ trước đây rất lâu. Họ nói rằng chính những con chó đã dạy họ cách sử dụng thảo mộc này như thế nào. Những con vật bị nhiễm độc nặng đều đi tìm thảo mộc này bởi vì nó giúp chúng hồi phục. Kể từ đó, người dân địa phương đã thường xuyên sử dụng thảo mộc này để giảm chứng khó tiêu. Lá cây phúc bồn tử đen và cỏ ba lá đỏ thúc đẩy quá trình giải độc trong thận. Trong đó, thận diễn ra quá trình lọc và loại bỏ nhiều loại độc tố tan trong nước ra khỏi máu. Trà curin và hoa cúc dại Siberia có tác dụng kích hoạt quá trình giải độc qua gan, với khả năng chuyển hóa nhiều chất độc thành các chất vô hại, và chúng được đào thải ra khỏi cơ thể một cách an toàn và tự nhiên. Lá cây phúc bồn tử đen và cỏ ba lá đỏ có tác dụng kích thích dòng bạch huyết và nhờ đó giúp cơ thể loại bỏ các chất thải độc hại ra khỏi máu và các tế bào. Cây tầm ma Siberia và cỏ ba lá đỏ kích hoạt chức năng làm sạch của da. Các độc tố và chất thải sẽ được đào thải qua mồ hôi. Cây ngưu bàng và cây tầm ma cũng có tác dụng kích thích các chức năng giải độc của hệ miễn dịch. Hệ miễn dịch làm trung hòa nhiều loại chất độc và các chất gây dị ứng. Và điều cuối cùng tôi phải nhắc các bạn rằng, tất cả các loại trà thảo mộc của chúng tôi không chỉ có lợi cho sức khỏe của các bạn mà còn có hương vị thơm ngon, thích hợp để sử dụng hàng ngày thay cho các loại trà phổ biến. Trong các chương trình tiếp theo, các bạn sẽ được tìm hiểu về một số điều mới mẻ thú vị liên quan đến các loài trà thảo mộc Baikal khác. Vì vậy, các bạn đừng quên tham gia cùng chúng tôi trên kênh truyền hình Sức Khỏe Siberia.